Kính thưa tất cả quý khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2022, từ Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, hôm qua trong clip 917, tôi có nói về vấn đề Ngoại trưởng Nga ông Lavrov đã bị báo Associated Press và báo Reuters nói rằng ông vừa đáp xuống phi trường Bali để tham dự họp thượng đỉnh G20 thì ông đã bị nhồi máu cơ tim rồi đã được đưa vào bệnh viện Denspasar để mà chữa trị. Thì bên phía của Nga nói rằng đó là tin phịa, tin xạo, làm gì có. Thế tôi mới nói rằng là hai bên nói như thế thì chúng ta hãy đợi xem sáng ngày thứ ba 15 tháng 11 năm 2022, Ngoại trưởng Nga có vào trong phòng họp hay không? Và thưa quý khán thính giả, cuộc họp bắt đầu thì đã thấy Ngoại trưởng Nga ông Lavrov đã tiến vào. Rõ ràng là Associated Press và Reuters đã loan tin không đúng sự thật. Thì khi ấy người ta mới hỏi ông Lavrov là chuyện đó như thế nào. Ông Lavrov mới nói rằng đó là một trò chơi chính trị. Một trò chơi chính trị. Sau cuộc họp ở trong G20 thì kỳ này, chính ông Lavrov ngồi nghe bài thuyết trình của Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Trước đây ở khi họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đó, thì khi mà bên phía của Ukraine phát biểu thì ông Lavrov bỏ đi. Và khi ông Lavrov vào phát biểu thì một số quốc gia phương Tây họ bỏ đi. Thì kỳ này ông Lavrov ông ngồi ông nghe ông Zelensky nói như thế nào. Sau cuộc họp thì Ngoại trưởng Nga ông Lavrov đã gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói chuyện bên lề. Xem thử rằng là bây giờ có giải quyết được vấn đề ngưng chiến hay không, hoặc là giải quyết để đưa đến một giải pháp hòa bình ở tại Ukraine hay không. Nói về vấn đề ngưng chiến thì trước đây Ukraine cũng đồng ý với Nga là tạm ngưng chiến trong một thời gian. Nhưng bây giờ thì chắc là không được rồi. Và Ukraine vì thấy tình thế mình đã tái chiếm lại được thành phố Kherson, họ hí hửng lắm. Bây giờ họ nói là chứ không ngừng chiến. Và họ nói là nếu mà Nga muốn điều đình thì Nga phải trả lại 4 tỉnh phía đông cũng như bán đảo Crimea cho Ukraine thì mới có ngưng cuộc chiến. Hôm nay thưa quý khán thính giả, ở Ukraine họ cho quân đội của họ vượt sông Dnipro và nói rằng là sẽ tấn công quân Nga. Chúng ta sẽ xem thấy cuộc chiến này xảy ra như thế nào trong vài ngày tới. Bước qua sông Dnipro về phía đông, quân đội của Ukraine có ưu thế được hay không? Hay là sẽ lọt vào bẫy mà Nga khi rút quân là đã dự trù? Vậy thì việc mà Ngoại trưởng của Nga, ông Lavrov đến dự thượng đỉnh G20 ở tại Bali, ông có bị đột quỵ hay không thì rõ ràng là không. Và đây là một trò chơi chính trị giống như ông Lavrov đã nói. Tôi có hứa với quý khán thính giả hôm qua đó là sẽ tường trình cặn kẽ khi thấy ông Lavrov có đến hay không đến trong hội nghị. Thì bây giờ tôi làm đúng theo lời hứa đó. Xin thưa với quý khán thính giả, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đến và họp hội nghị G20 cũng như đã đứng bên lề nói chuyện với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.